Dương Mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em Cả nhà ơi, ngày hôm nay cái video này em sẽ giới thiệu cho chúng ta rất là nhiều loại mai giống nha cả nhà. Ờ đầu tiên thì sẽ là một cái giống đó chính là cúc thọ hương. Một giống mai phải nói là uh, nó vẫn uh, giữ vững tinh thần trên thị trường vẫn không bao giờ ờ uh, nhạt phai trên thị trường đó chính là cúc thọ hương mà cả nhà đã biết rồi. Cái giống này uh, do là nó dễ rất là dễ chăm và đặc biệt là hàng năm nó nở hoa rất là tuyệt vời luôn. Đó. Ngày hôm nay em có lô cúc thọ hương bao đẹp nha. Đó. Đáng thú nè. Đế con thú nè thú có giò luôn nha y như con rồng luôn nè ghê chưa đó cành nhánh thì xum xuê nha rồi đế là sao bự nè nó cả nhà nhìn nè cái bộ đế này bao vip luôn đó giá là 100 k rồi qua bên đây em sẽ có dòng hoa hồng thanh tú nha đó hoa hồng thanh tú đây đây hoa hồng thanh tú luôn này cũng đế con thú nè đế là so nè rất là đẹp luôn nha đó. Giá là 100 luôn nha cả nhà ba cây là bên em cũng receipt cho chúng ta luôn nha Đây là dòng hoa hồng thanh tú Rồi tiếp tục qua hàng bên đây Chúng ta sẽ có đó chính là một cái giống là Tiếng vua bông trầm Một cái giống mà từ xưa giờ 2 năm rồi Nó vẫn còn hết trên thị trường Bởi vì do cái độ nụ của nó quá trời luôn nụ của nó là bây giờ bây giờ nó nhỏ vậy nè đúng là con là phải giống mẹ cả nhà nhìn nè nó nhỏ vậy mà nó đẻ nụ quá trời luôn nè nó đẻ sai lắm nha đó lô tiếng vua này ngày hôm nay em tri ân 200 còn trăm rưỡi cây nha hai cây bên em reset nha cả nhà rồi chúng ta hãy đi tới hàng bên đây thì à, à, em sẽ có cúc hoàng hậu nữa nha cúc hoàng hậu thì hoa của nó từ à, hai mấy đến ba mấy cánh đó cả nhà đây đó đế nha ở bộ đế cả nhà nhìn ghê không đế rất là tuyệt vời luôn ha đế rất là tuyệt vời luôn rồi hoàng hậu thì cũng 100 k luôn nha rồi qua bên đây em sẽ có cái dòng à, đây đi à, bên đây em sẽ có cái dòng đó chính là cúc gia định một cái giống mai chúng ta có thể vừa chơi hoa vừa chơi lá đây ở đây gia định rất là đẹp nha mọi người ở. gia đình bông của nó rất là đẹp nha ở. và đặc biệt khi ra đọt đỏ ra đọt nó sẽ là màu đỏ rất là đẹp luôn bộ đế đây cả nhà nhìn nè đó dòng gia đình này thì giá là 100k luôn nha cả nhà 100k luôn nha Qua bên đây thì em sẽ có một cái loại là cúp lai đọc xanh muôn trùm Đó đây Cái lô cúp lai đọc xanh này á, thì em thấy mấy cô chú ở ngoài thường hay hỏi em cái lô này là bởi vì biết sao ngoài bắc á là người ta cái khí hậu người ta sẽ khắc nghiệt hơn ở mình xíu là hờ hơn ở miền tây xíu cho nên là người ta hỏi con ơi một cái giống mai nào mà nó dễ chăm dễ trồng ở ngoài ở ngoài bắc thì em thấy đa số là giống nào trồng cũng được tuy nhiên có những giống á ví dụ như cúc đò xanh nè cúc thọ hương nè Mấy cái dòng này á là nó sinh trưởng cực kỳ mạnh cả nhà, cho nên là và giảo phu tông nữa nó thích hợp cho mấy cái ở ngoài Bắc á, ngoài khí hậu nó thích hợp với mọi khí hậu và thời tiết. Cho nên là cái giống này nó được rất là được ô chuộng mấy mấy cô chú ở ngoài Bắc nè. Còn mình ở miền Tây, miền miền Nam mình thì thôi khỏi nói ha cả nhà. Bởi vì à, cỡ mình là một cái khí hậu rất là tốt, rồi à, mưa nè, rồi à, nắng nó cũng không nhiều. Rồi nói chung là các cái dòng mai thì nó đều thích hợp hết cho nên là à, nếu mà ai thích cái giống nào thì mình cứ chọn thôi nha cả nhà. Giá cũng 100k nha. Rồi qua bên đây em sẽ có một cái dòng đó chính là dòng dảo nu xù À cái dòng này rất là đặc biệt nha Ghép chỗ nào nu chỗ đó Và ghép chỗ nào là xù chỗ đó Bây giờ mấy cái chỗ này nè Nó ụ ra như thế này nè cả nhà đó thấy không à, Cái này về chúng ta đặt vào những cái cây bonsai Ví dụ như chúng ta cần nu chỗ nào thì chúng ta gắn nó vào Thì ngay chỗ đó nó nu thôi cả nhà Nè cả nhà nhìn nè Nó nu ngay chỗ mắt kép nha Đó đây nó nu ngay chỗ mắt kép nha Nè Cây nào nó cũng nu hết trơn á mọi người Ừ. rồi này cũng trăm k luôn nha cả nhà trăm k luôn nha rồi ai thích dòng nào thì cứ alo cho vườn mai có chiếc chè bông nha cả nhà ơi